Với thời tiết nắng nóng gay gắt như những ngày gần đây thì việc bị say nắng thì rất là dễ xảy ra. Vậy để phòng và tránh bị say nắng, bên cạnh dùng các biện pháp chống nắng, chúng ta cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, đặc biệt là uống nhiều nước để cơ thể không bị thiếu nước. Mất nước rất là nguy hiểm, đặc biệt chúng ta nên uống những các loại nước sau đây để giúp phòng và trị nắng say nắng rất là tốt. Đầu tiên đó chính là nước ép dưa hấu. Theo đông y, dưa hấu có vị ngọt nhạt, tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt giải khát, trị say nắng, say sóng hiệu quả. Theo y học hiện đại, nước ép dưa hấu cung cấp cho cơ thể một lượng nước khá là lớn giúp giải nhiệt cho cơ thể, đồng thời còn cung cấp các vitamin E, vitamin B, vitamin C, các nguyên tố vi lượng như sắt, canxi, magie, vân vân, có đặc tính chống viêm, chống ung thư và chống oxy hóa cho cơ thể. Thứ hai là nước mía. Theo y học cổ truyền, nước mía được xếp vào loại thức uống có tính mát, giúp giải nhiệt, giải khát nhanh chóng cho cơ thể. Với những ngày hè oi ả như thế này, một ly nước mía bên cạnh thì thật là tuyệt. Nước mía có chứa nhiều thành phần phenolic, flavonoid có tác dụng giải nhiệt, tăng cường sức đề kháng và làm giảm các triệu chứng của bệnh viêm họng, cảm cúm vân vân. Uống một cốc nước mía sau khi say nắng sẽ giúp bạn khôi phục lại tình trạng sức khỏe một cách nhanh chóng. Thứ ba đó chính là nước chanh. Trong nước chanh có chứa một lượng lớn vitamin C và axit nitric rất tốt cho sức khỏe. Uống nước chanh tươi không chỉ giúp tăng cường sức đề kháng, giảm viêm, cải thiện quá trình lưu thông máu, thanh lọc cơ thể mà còn góp phần ức chế sự hình thành và phát triển của các gốc tự do gây bệnh ung thư. Những người thường xuyên phải làm việc ngoài trời nắng nóng nên bổ sung thêm nước chanh để tăng cường thể lực và bù nước, cũng như có thể giúp bạn loại bỏ các triệu chứng như là chóng mặt, buồn nôn do say nắng. Thứ tư là nước rau má. Rau má là một loại rau rất là quen thuộc, dễ tìm. Rau má có vị ngọt, tính mát. Uống nước rau má hay nắng nóng có tác dụng thanh nhiệt, mát gan, giải độc lợi tiểu. Thứ năm là nước bột sắn dây. Bột sắn dây có vị ngọt mát, tính mát, giúp thanh nhiệt hiệu quả. Đặc biệt trong sắn dây còn có thành phần isoflavone giúp tăng lượng máu lên não, làm giảm huyết áp. Chính vì vậy mà việc uống nước sắn dây thường xuyên sẽ giúp bạn cải thiện được các triệu chứng say nắng một cách triệt để. Thứ sáu là nước dừa. Nước dừa tự nhiên là một loại nước uống có tác dụng giải khát và bổ dưỡng. Ngoài các khoáng chất trong nước dừa như là kali, natri, canxi, magie, silen, đồng, kẽm, vân vân rất là phong phú. Hàm lượng kali dồi dào trong nước dừa còn giúp cân bằng điện giải, làm tối ưu hoạt động của hệ tuần hoàn, hệ thần kinh và hệ miễn dịch, cũng như là hỗ trợ việc hấp thụ và điều tiết chất lỏng, giúp bổ sung và bù nước cho cơ thể. Uống trực tiếp nước dừa tươi không thêm đường ngày 1 đến 2 cốc thì có tác dụng giải nhiệt, phòng và chữa say nắng, khát nước hiệu quả. Thứ bảy là nước bí đao. Bí đao không chỉ được dùng để làm thực phẩm mà loại quả này còn có tác dụng là thanh nhiệt lợi tiểu, phòng ngừa say nóng hiệu quả. Như vậy mình đã chia sẻ với chị và các bạn 7 loại nước uống giúp phòng và điều trị say nắng. Anh chị và các bạn có thể tham khảo thêm. Hy vọng video này của mình sẽ hữu ích cho anh chị và các bạn. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu anh chị và các bạn cảm thấy video này hay và hữu ích, anh chị và các bạn có thể đăng ký kênh của mình cũng như xem thêm nhiều video khác của mình ở phía bên tay trái và bên tay phải của mình nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.